Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình lại đi lên chỗ bạn mình chơi. Thì mình sẽ đi ra quay cái công việc mà hôm nay bạn mình làm nhá. Thì bác ấy chủ nhà bác ấy cắm cho một hàng cọc ở đây và hôm nay đang làm một cái đường để đi vào trong nhà. Đấy, chuyển đường ở bên trên kia. Thì cái mép trong này là cái mép trong của ta ly này. Còn bên ngoài này thì sẽ làm đủ để một cái đường để cho ô tô với lại ô tô to người ta đi vào. Đấy, cái đường này là đường ngoài nhà của bác chủ nhà ở trong này. Cái đoạn này đến đoạn này thì hơi thấp, hơi trũng một tí này. Bây giờ mình sẽ đi lên chỗ máy để mình ngồi nhá. Ngồi ở trong máy và xem bạn của mình làm việc nha các bạn nhá. Ở đây dịch bệnh với lại trời thời tiết mưa to quá cho nên là mình không làm được video đều thì mọi người thông cảm. Thì hết cái mùa mưa này thì mình sẽ làm cố gắng làm video nó đều hơn. Cái mép trong của cái dây này là mép trong các bác nhá. Thì bây giờ mới kỉ mở sơ vào như này thôi thì lát nữa sẽ đi sẽ sửa sau. Sẽ sửa lại những cái chỗ đường này sau. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên máy. Dép ở đây. Ngồi vào trong cabin này. Trời lại sắp mưa rồi mọi người ạ. Tôi không bỏ keo đâu. Vẫn để lại keo đây. Cabin này rất là rộng. Đầu mày để đi một chỗ là lắc cường lên chỗ giữa có anh chủ máy anh vừa chỉ hai ngón muốn bị ăn đập muốn ăn đập đá máy. Mở lại ô tô to đi nhá. Chờ sau này còn xây nhà còn chở vật liệu đấy. Góc xa 208 302. Ở đây đã hỏng cái đường rồi. Đấy, đường kia nó không? Mưa rồi à? Ở đây vẫn chưa mưa. Bỏ cái này ra kia bạn. Khoáng các bạn. Khoáng hẳn. Thì cái pin này quay video rất là rộng. Khoáng. Khoáng chào ông anh nha. Làm sao đấy con trai? Bây giờ sẽ sửa rút ra ngoài cho các bác nhé. Ngoài thêm một ít ở cái góc xoan bên nữa. Đặt vào cho cua rộng ra. Cái đường ở đằng này rất là dài. Đi. Xoan là gì các bạn? Có cái cửa ấy. Đây này nó bị tắt. Học sinh. Đây là yêu. Tắt như cái nó mịn vào. Cái tay trang này cho các bạn xem. Trời mưa rất là mát nên là trời có vẻ làm tối đâu không không nắng. L
làm cái đường nó rồi. Một to là mày cứ đi đào hố mà là chịu. Sâu đấy. Sập chín. Cái ao cái đứa ốc thật. Ốc. Ốc nhỏ. Được mà. Hôm nay thì chắc không gặt mấy gặt được. Chắc người ta chỉ đi gặt tay thôi. Đánh luôn đánh luôn lên. Sóc bây giờ thì sẽ đi lùi ra và sửa, xong là lúc lát nữa thì sẽ đi vào để trần sau cho các bác nhé. Thì vẫn làm theo kiểu là bên ngoài cao hơn và bên trong sẽ thành cái ao bên trong sẽ thấp hơn để khi mà mình lùi xuống cái phía bên ngoài thì nó lún xuống là vừa. Không, nếu mà để nó thấp hơn đến lúc đất mượn mà lún xuống thì là sẽ bị nghiêng hết ra ngoài. Xe cộ chở vật liệu đi thì rất là nguy hiểm. Tắc của làm đường, nếu như làm đường lên đồi khai thác thì người ta vẫn làm nghiêng vào trong. Thank you.
lại đấy các bạn. Mưa xong kính sạch hẳn nha. Quả là kia đi 4:30 về từ ngày hôm ngoài. Và đúng đi. Trời đi sồn sồn sồn. Đất mình sẽ dồn hết về cái chỗ cũng ở chỗ máy đang đứng này các bạn. Đây không cần nghiêng lắm đâu mà. Chậm. Cái máy của em làm thường thường là nó vẫn cứ là ở tay kinh các bạn nhá. Những cái chỗ ở dưới xuôi rồi thì mạng bên chỉ họ ở Hà Nội thì thường thường người ta hay lái tay thuận hơn. Các bạn ở trên vùng cao này thường thường là chủ yếu là làm tay kinh. Dạ. Đi ra khỏi ông xoan thì được mà. Vâng. Sát ông xoan. Vào sát cái gốc xoan kìa các bạn. Gốc xoan ra về đấy ở bên cạnh. Sắp có một con đường đẹp ở đây rồi. Bác chủ nhà đây bác sẽ làm xong đây mà bác cái đổ bay luôn. Bay và đổ bê tông luôn. Cái ta ly này được 50 phần. À, bung đất tôn mà đấy mà. Quá dài. Và bây giờ em sẽ đi xuống dưới để quay cái bên dưới cho con nhé. Đây cái đoạn này thì sẽ múc và sửa trong ta ly và múc thoải nó ra ngoài nha các bác nhé. Cái dây mà lúc căng kia là bây giờ nó đã bị cái chè nó đổ vào làm không được, mình sẽ bỏ nó đi. Cái đoạn này thì làm một cái đoạn ngã ba cua ở đây cho nên là mình phải nắn nó to hơn, cào cho nó thoải thoải ở phía bên trên như xuống. Đây. Đằng này thì làm nó ok, lát nữa thì sẽ ủi qua cái ben và san nó qua lu là được. Kéo cái pin để cho mở cái đoạn cua này các bác, để cho xe người ta sẽ đi lùi vào đây. Này này hơi bị dốc đường. Bây giờ đất đâu mà đổ được ở đấy mà xuống đấy. Đây này nó đi kéo cái này cũng hay xuống chỗ này chứ ấy. Chết rồi, nhưng mà cái mé dưới nó dốc. Lấy đất đâu mà đổ được mà kê lên được. Đúng rồi, phải đổ đất lên cao mà. Đây cái cao phải đứng lên. Bách phép đường ra. Ok, nó cứ cào đất liền mà. Cứ cào lên cái gì. Ông cách mép đường cháu sáu bằng ấy là vừa, đừng cho sát vào. Đấy cũng gạt như là cố gắng gạt như là vừa. Mẹ mai kia khi con tránh ô tô một ra được mép không sát vào chân này. Ô tô chạy tao toàn thấy nhiều đồ. Đấy cái này là vớt nó xuôi xuống này các bạn. Quay rộng này để cho các bác dễ nhìn nhé. Cái góc này là góc 16mm cho nên là nó được toàn cảnh hết tất cả các cái người của cái máy kia.
tre để mình lấp lấp xuống dưới này. Mặt rất là nhiều chè này, mai kia cây chè nó thổi đi là đất nó lại lún luôn đấy các bạn. Nhưng lúc nãy này bằng này mày bác ấy chưa sới cái chè đi, nếu mà sới chè đi rồi thì nó sẽ không có chè nữa. San cho nó phẳng. Này cái tháo lắp cầu nhanh này nó đang bị chảy dầu. Cái cầu nó dầu nó hơi chảy. Đất nhà có mà. Vâng. Cho nó đủ đất dưới kia là được. Này đi đến đây xong xe lùi xuống là hợp lý đấy. Còn xe máy thì sẽ đi thẳng ra phía ngoài kia. Đây đang đào cái gốc keo lên để cho đường rộng hơn này mọi người. Đấy, cái keo này nó lúc nãy lấp đất vào cái gốc đi rồi, nên là bây giờ mình moi sâu xuống để cho bác chủ nhà bác ấy lấy củ cưa xăng cắt. Ở phía máy kia thì có một cái hố sắn, hố để bột sắn. Moi cho nó thoáng ra. Bỏ cái đường nó cua nắn ra ngoài này đi thì nó rộng. Chắc là máy sẽ rung xuống. Cắt thì nó đẹp hơn, cắt thì được hơn là mình rung. Đít của nó hơi bị xước rồi các bạn. Đít cổ đen nhưng bây giờ nó xước lôm nhôm hết. Ra pin thì nói chung là máy đi làm suốt ngày cho nên là nó cũng không được sạch cho lắm. Chủ máy này cũng tích cực rửa đấy nhưng mà cũng không ăn thua. Mấy hôm này đi đào ao rồi đi làm những cái việc nó bẩn cho nên là không ấy được. Không sạch đấy. Ở phía bên ông này thì là
bình thủy lực với lại bình dầu. Bình dầu ở chỗ cái chỗ DX55A này này. Đi trần trần qua cái đường này các bạn. Đây là cướp dây điện. Cái này số thỏ đi rất là nhanh. Các thấy nó phẳng chưa? Cái này mình lưu hết lượt trong, mình lưu lượt ngoài nữa là đường nó sẽ chặt xuống. Xong sau này người ta đi chở làm bê tông, chở vật liệu bay viết người ta giải lên. Xong rồi mình san lưu tiếp nữa là như vậy là cũng tương đối. Mình tính ngay gọn ra bên này để cho máy đi nhé. Lấy máy để bạn ấy đang hút thuốc. Dòng Đô San này nếu mà để nói về đời cao thì nó rất là bền. Những cái di chuyển đây, các bác thấy cái chắn ấy của nó rộng như này thì nó sẽ không bị tụt xích. Rồi nó chắn xích khỏi rơi ra ngoài. Đây các bác thấy cái đường nó đã bằng chưa? Nó đã sắp bằng rồi đấy. Thì lưu thêm vài đường nữa là phía bên ngoài kia nó thấp xuống nữa là vừa. Nếu như mà đi làm đường ví dụ như lên những cái đồi ở trên kia thì mình sẽ làm nó sẽ hơi dốc vào trong, những cái đường này mình sẽ làm bằng để sau này ô tô rồi các cái xe nặng đi thì nó sẽ không bị nghiêng, bị dễ. Cái này sau này nó liền thổ vào thì sẽ rất là liền thổ và nó sẽ rất là đẹp, rất là cứng. Bạn này ba cái du với cây keo đi mọi người. Xem tôi giới thiệu nhé. Mở đường đi vào trong này này. Mở sát tư phạm. Cái này mình cắt rồi chứ bác. Chu ơi nó chở toa cô đi à. Thank you.
Cưa này còn tụt xích như thế này. Đây, báo gì thế à? Quay nốt cả cưa thủ mà lại để tụt xích như thế này. Nhanh nó phải từ từ. Ô nó lại. Cái lao của nó nhận tốt nhỉ. Chạy như thế mà nó có ấy rồi. Cắt cái kia. Mày sẽ làm cái đường này nó sẽ rộng ra bên ngoài này. Lại làm đường thẳng ra kia cô. À, chắc phải làm cái đường xuống chỗ này này các bạn. Cái này ngày trước là cây bưởi rồi thì cây của họ. Sửa nốt cái ta lui này các bạn. Bây giờ chọc cái gầu thôi. Khỏi đất. Cái máy này nó vào gần quá là nó hơi bị hạn chế, cho nên là nó hơi khó. Trời bao nhiêu là đất rồi. Nếu mà đi phụ là toàn phải chọc bằng tay đấy các bạn. Bây giờ là máy làm hết. Bây giờ ra sẽ là sang xong là lưu. Và qua xong là lưu đi lưu lại. Đây có một cái gốc keo. Đây là bạn được. Ừ. Cái bên gạt kéo được không? San thẳng nữa là xong rồi. Đây có phát sinh thêm cái đường ở phía bên trong rồi. Đấy, bạn ấy đặt cái ben xuống để bạn ấy kéo qua cái chỗ này đi này. Bây giờ nhìn nó phẳng cũng là tương đối. Sau này sau này cái này là lu nó được nhiều nữa là giải bay lên là rất là đẹp. Cái đoạn trong này là đoạn phát sinh này. Đoạn hai cái đường phải đi qua đây, một cái đi ở đằng này. Kia ba kia ba kia cắt cái xoàn. Thì nó có cái dây điện đúng không ạ? Cắt cái đầu xong. Thôi trời nó cũng mưa rồi, giờ cũng muộn rồi. Cái video của mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Anh em xem video thì nếu mà thấy hay cho mình một like và hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nhá. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.
mọi người nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.